Xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay thì Khoa sẽ nói đến cái vai trò đúng không ạ? Cái vai trò của chúng ta đúng không ạ? Trong cái thị trường thương mại điện tử nó như thế nào. Thì khi nói đến thị trường thương mại điện tử ấy, thì chúng ta sẽ gồm có ba vai trò chính. Vai trò thứ nhất ấy, đó chính là gì ạ? Là khách hàng. Khách hàng chỉ đơn thuần chúng ta là một người mua sắm ở trên thị trường thương mại điện tử, chúng ta là những người mua sắm online. Hai là chúng ta là những người kinh doanh. Những người kinh doanh ở trên thị trường thương mại điện tử sẽ là những người kiếm tiền. Với chương trình ngày hôm nay, Khoa bán một sản phẩm qua online và thu về lợi nhuận. Đấy chính là Khoa là người kinh doanh kiếm tiền ở trên thị trường thương mại điện tử, đúng không ạ? Và cái vai trò thứ ba, là có rất ít số người đang tập trung phát triển ở trong cái phần này, đó chính là việc mà tạo ra cái mạng lưới khách hàng thông qua việc là đẩy mạnh việc phát triển của chúng ta ở trên thị trường thương mại điện tử. Chúng ta là người tạo ra mạng lưới thương mại điện tử sẽ là người kiếm tiền nhất, đúng không ạ? Thế thì khi mà Khoa hỏi khi mà Khoa có một câu hỏi với mọi người là mọi người xác định mình ở vị trí nào trong ba vị trí này. Nếu như mọi người dừng lại ở vị trí đơn thuần là khách hàng thôi thì ok, mọi người có thể là dừng cái video ở đây. Còn nếu như mọi người muốn trở thành người kinh doanh hay là mọi người muốn trở thành là người tạo ra mạng lưới thương mại điện tử thì cái video này là phù hợp với các bạn. Khi nói đến thị trường thương mại điện tử đúng không ạ? Khi chúng ta nói đến thị trường thương mại điện tử thì ở Việt Nam chúng ta có những thị trường thương mại điện tử như nào ạ? Chúng ta có Tiki đúng không ạ? Chúng ta có Lazada, chúng ta có Sendor, chúng ta có Shopee đúng không ạ? Chúng ta có Amazon và chúng ta có là Alibaba. Đúng không ạ? Thế thì cái thị trường thương mại điện tử Việt Nam nó là như vậy. Thì khi mà đến thị trường thương mại điện tử Việt Nam thì chúng ta hãy suy ra là gì ạ? Nếu như để mà hợp tác với những cái thương mại điện tử như vậy thì chúng ta đơn thuần là gì? Chúng ta sẽ mở một cái shop của chúng ta tại những cái sàn thương mại điện tử đó, đúng không ạ? Và chúng ta kinh doanh của chúng ta buôn bán hàng ở trên những cái mặt hàng thương mại điện tử đó. Nhưng ấy, cái khó khăn và cái rủi ro xuất hiện ở một cái thị trường thương mại điện tử như vậy là gì ạ? Thứ nhất là về vấn đề liên quan đến việc là hàng giả. Chúng ta biết rằng là gì ạ? Khi mà chúng ta bán hàng ở trên trên các sàn thương mại điện tử đúng không ạ? Khi chúng ta bán ra sản phẩm của chúng ta thì rất nhanh chóng sản phẩm của chúng ta sẽ bị copy, và không chỉ đơn thuần là copy và sản phẩm của chúng ta sẽ được người ta bán với cái giá rất là rẻ. Đấy là một sự cạnh tranh không lành mạnh ở trên thị trường thương mại điện tử, đúng không ạ? Đấy là một cái điểm mà là mặt hạn chế của thị trường thương mại điện tử. Cái mặt thứ hai mà Khoa muốn nhắc đến ở đây nữa là cái vấn đề liên quan đến việc là cái vận chuyển, cái chi phí, cái cước phí cho quá trình vận chuyển nó vẫn đang ở mức độ là rất là cao. Tức là ngày hôm nay Khoa mua một cái sản phẩm nó chỉ có vài trăm ngàn nhưng mà cái cước phí nó lại lên đến vài chục nghìn, thì thực sự đến mà nó trong những cái cước phí nó rất là cao, và chính cái điều đấy nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái sự ra quyết định của Khoa trong vấn đề là mua hàng ở trên các sàn thương mại điện tử, đúng không ạ? Tiếp theo là gì ạ? Là khi mà chúng ta đi ở trên những thị trường thương mại điện tử đó thì chúng ta không thể nào mà chúng ta truy xuất được là cái nguồn gốc của cái sản phẩm mà chúng ta muốn mua, đúng không ạ? Rất khó là chúng ta biết được nguồn gốc của sản phẩm chúng ta muốn mua, vì đấy cũng một phần là gì ạ? Vì khi chúng ta là người kinh doanh, đúng không ạ? Chúng ta từ một cái đơn vị là một người kinh doanh trên thị trường thương mại điện tử, đúng không ạ? Chúng ta có rất nhiều nguồn để chúng ta nhập hàng, thì không thể nào mà chúng ta cho phép truy xuất những cái nguồn đấy được, đúng không ạ? Mất mối hết, đúng không ạ? Nên là đấy là một trong những cái mà mặt rất hạn chế ở trên thị trường thương mại điện tử. Thế nên ngày hôm nay thì là trong cái video này thì Khoa sẽ nói đến một cái thị trường về thương mại điện tử mà Khoa đang hợp tác, đó chính là ở việc hợp tác với thương mại điện tử của Amway. Tại sao lại là Amway ạ? Khi nhắc đến thị trường thương mại điện tử Amway thì Khoa sẽ nhắc đến một vài cái điểm chính. Đó là gì ạ? Là về việc mà Amway về giá cả, đúng không ạ? Thì tất cả sản phẩm Amway đều đều là có những mức giá rất hợp lý, đúng không ạ? Chúng ta có thể mua vào giá gốc và chúng ta bán ra giá khách hàng, đúng không ạ? Được niêm yết rõ ràng, chúng ta không có bị thiệt đi đâu cả. Thứ hai nữa là về tất cả các sản phẩm của Amway chúng ta đều có thể truy xuất được nguồn gốc của tất cả các sản phẩm đó, đúng không ạ? Và hơn nữa về logistics thì Amway hỗ trợ giao hàng tận nhà trên 64 tỉnh thành, đúng không ạ? Điều đấy thì thực sự rất là tuyệt vời. Và bên cạnh đó nữa là chúng ta có phải chịu những sự rủi ro gì khi mà chúng ta tham gia thị trường thương mại điện tử với Amway không? Như Khoa muốn nói đây là gì? Chúng ta làm thương mại điện tử, nghĩa chúng ta làm trên nền tảng là online, đúng không ạ? Làm trên nền tảng online thì với Amway chúng ta có thể được phép làm kinh doanh tất cả các sản phẩm của Amway, đúng không ạ? Với cái chi phí là không đồng, với chi phí nó thấp và gần như là không đồng như vậy, đúng không ạ? Thì nó đã hạn chế được cho chúng ta rất là nhiều những cái rủi ro rồi, và Khoa thấy rằng là đây là một trong những cái mặt rất là lợi để khi chúng ta hợp tác với thương mại điện tử với Amway.
Ok, sẽ có một cái video, sẽ có một cái video để gửi cho mọi người xem, để mọi người dễ dàng hình dung hơn rằng là cái thị trường thương mại điện tử của Amway như thế nào, và tôi sẽ, và Khoa sẽ mời mọi người xem cái video đấy. Mua hàng đều online đúng không ạ, ship hàng tận nhà đúng không ạ, rồi chúng ta có thể là phát triển những cái mạng lưới khách hàng của chúng ta thông qua việc là chúng ta hợp tác với lại là thương mại điện tử với Amway đúng không ạ. Ok, vậy thì Amway họ có những cái gì ạ? Amway họ có là 450 sản phẩm họ tự sản xuất và họ phân phối hàng ngàn các sản phẩm độc quyền khác, tức là ở những nơi khác họ không thể tìm thấy những cái sản phẩm độc quyền đó ở ngoài trong shop của Amway. Và khi nhắc đến Amway thì chúng ta sẽ nhắc đến một vài cái thương hiệu mà có trong hình ở đây, không muốn nói đó chính là gì, đó chính là Amway Home đúng không ạ. Amway Home là một trong những sản phẩm mà có mà rất là lâu đời của Amway và đã có hơn 60 năm lịch sử rồi. Tại sao Khoa lại nói đến cái mức thời gian ở đây ạ? Mức thời gian ở đây nói đến điều gì ạ? Thông thường khi chúng ta biết những cái doanh nghiệp đúng không ạ, sau khoảng trong thời gian đầu tiên khi thành lập doanh nghiệp có khoảng 100 doanh nghiệp đúng không ạ, thì sau khoảng là 3 năm đến 5 năm thì số lượng doanh nghiệp nó đã giảm đi, con số nó là 99% rồi. Tức là gì ạ, trong 100 doanh nghiệp trong khoảng 5 năm ấy thì chỉ có khoảng là một hoặc vài doanh nghiệp đúng không ạ, 1 đến 5 doanh nghiệp là có thể là tồn tại được thôi. Còn những doanh nghiệp mà có thời gian nó khoảng là 10 năm, 20 năm, thậm chí là 30 năm đúng không ạ, thì nó đều là những cái doanh nghiệp mà thực sự nó cái thời gian nó khẳng định được cái tên tuổi và khẳng định được cái thương hiệu của cái doanh nghiệp đó đúng không ạ. Thì trong Amway, cái dòng sản phẩm Amway Home của họ đã có là gì, là hơn 60 năm rồi đúng không ạ. Điều đấy quá tuyệt vời luôn đúng không ạ. Amway Home là dòng sản phẩm chuyên về chăm sóc đồ gia dụng của Amway đúng không ạ. Dòng sản phẩm thứ hai của Amway đó chính là dòng sản phẩm đó là Nutrilite. Nutrilite thì dòng sản phẩm này đã có hơn 85 năm lịch sử rồi. Nếu như tính đúng ra thì năm nay là năm 86 về cái thương hiệu Nutrilite đúng không ạ. Khi chúng ta ví dụ như ngày hôm nay các bạn đi ra ngoài kia, các bạn đi ăn thì chúng ta sẽ đi tìm ăn ở những cái cửa hàng mà nó lâu đời rồi đúng không ạ. Vì sao? Vì nó ngon đúng không ạ. Hay đó là những cái cửa hàng mà nó đông khách. Vì sao? Vì nó ngon đúng không ạ. Và những cửa hàng mà nó lâu đời rồi thường thường nó rất đông khách vì là cái uy tín và như là cái thương hiệu của họ được khẳng định trong cái khoảng thời gian đó rồi. Và Nutrilite là một trong những cái thương hiệu như vậy. Vì sao? Vì Nutrilite có một cái thương hiệu là gì, họ có một bề dày lịch sử là hơn 86 năm mà Khoa nói đúng không ạ. Cái thứ hai là Nutrilite họ có doanh số bán hàng lớn nhất trên toàn cầu về dinh dưỡng đúng không ạ. Cái tiếp theo đó là tất cả các nguồn nguyên liệu của Nutrilite, tất cả các nguyên liệu để tạo ra những sản phẩm về thực phẩm bổ sung dinh dưỡng mà chúng ta đang uống đúng không ạ, thì toàn bộ đều là được trồng trọt trên chính các trang trại hữu cơ của Amway, của Nutrilite được chứng nhận, và những cái đơn vị mà hợp tác trong vai trò là những cái trang trại hợp tác với lại là Nutrilite thì cũng đều đảm bảo được yếu tố là 100% là hữu cơ và tách biệt hoàn toàn với lại là điều kiện bên ngoài để giảm thiểu tối đa cái vấn đề liên quan đến sự ô nhiễm. Bên cạnh ngoài Nutrilite ra thì Amway họ còn có những sản phẩm liên quan đến việc làm đẹp hay gọi là thương hiệu Artistry đúng không ạ. Artistry nó cũng phải đến hơn 60 năm lịch sử rồi, lâu đời đúng không ạ. Artistry là một trong top 5 cái thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu ở trên thế giới, ngang tầm với nó là Chanel, Lancome,
Ascend Order, đúng không ạ? Nếu như các bạn tìm hiểu về thương hiệu Artistry thì các bạn có thể tìm hiểu về cái liên hoan phim Busan ở Hàn Quốc, đúng không ạ? Liên hoan phim quốc tế Busan ở Hàn Quốc thì trong rất nhiều năm thì về Artistry đều là cái nhà tài trợ kim cương cho cái thương liên hoan phim này. Và tại Việt Nam thì VTV1 rồi các cái báo đài khác đều có đưa tin về liên hoan phim Busan và đều có những hình ảnh của Artistry ở đó. Và điều đấy thật sự tuyệt vời, đúng không ạ? Một cái thương hiệu rất là lớn mà mang tầm quy mô toàn cầu. Ở bên cạnh đó nữa thì để kể đến về Artistry thì chúng ta còn có nói đến là gì? Artistry cũng tài trợ cho cái chương trình Hoa hậu của Mỹ, đúng không ạ? Ở bên cạnh đó thì còn nhiều lắm, còn rất nhiều luôn. Nếu như các bạn chỉ khó tìm hiểu và Google search về Artistry thì các bạn sẽ ra được rất nhiều thông tin về những cái sản phẩm của những cái thương hiệu nằm trong cái thương hiệu của Amway, của tập đoàn Amway, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến là Glister, đúng không ạ? Glister thì làm về cái thương hiệu về sản phẩm chăm sóc răng miệng của Amway, thì họ cũng có khoảng là hơn 50 năm lịch sử rồi. Điều đấy thật sự tuyệt vời, phải không ạ? Và gần đây nhất thì Glister tại Liên bang Nga thì họ đã có đưa ra một cái dòng sản phẩm là Glister Smart Sonic. Và cái sản phẩm này nó liên quan đến là cái cá nhân hóa cho cái người dùng. Tức là gì? Là chúng ta đánh răng bằng một cái app ở trên cái điện thoại, nó tích hợp với là cái bàn chải đánh răng và nó hoàn toàn tự động. Điều đấy tuyệt vời, không ạ? Và Khoa nghĩ rằng là đấy là một trong những cái mà nếu như ngày hôm nay chúng ta hợp tác phát triển thương mại điện tử với Amway thì những sản phẩm đấy là những sản phẩm mà chúng ta sẽ được độc quyền phân phối. Điều đó thật sự gì phải nói là rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Ok, ngoài ra thì Amway còn có cả thương hiệu là Eastspring, máy lọc nước cũng được gọi là doanh số bán hàng cũng là hàng đầu trên thế giới, đúng không ạ? Hãy thử tìm hiểu về Eastspring, đúng không ạ? Một cái thương hiệu mà có khoảng 5 chứng nhận về NSF, đúng không ạ? Chứng nhận về an toàn. Cũng có bề dày là khoảng là hơn 30, thậm chí gần 40 năm lịch sử rồi, đúng không ạ? Bên cạnh nữa còn có gì nhỉ? Chúng ta còn có là GNS hay là Satinic và những dòng sản phẩm liên quan đến để chăm sóc cá nhân của Amway. Thì những dòng sản phẩm này cũng đều có thương hiệu khoảng 50 và thậm chí 60 năm lịch sử rồi. Tại sao Khoa muốn nói rất nhiều đến những cái thương hiệu này? Vì không muốn nói đến mọi người rằng là gì ạ? Là ngày hôm nay nếu như chúng ta hợp tác được với một cái tập đoàn, hợp tác được với những cái thương hiệu mà nó có một bề dày lịch sử, thì chúng ta hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng, chúng ta hoàn toàn yên tâm về cái giá trị mà họ đã mang lại trong từng đó thời gian, đúng không ạ? Ok, đấy là nói về những gì mà Amway có. Và đây là một số những hình ảnh của Khoa khi mà Khoa có đi khảo sát Amway ở bên thị trường bên Thái Lan, bên Đài Loan, bên Trung Quốc, bên Malaysia, đúng không ạ? Và khi Khoa đến những quốc gia đó và có tìm hiểu về Amway, vì Amway đi vào Trung Quốc được khoảng là hơn 25 năm rồi, vào Malaysia cũng khoảng là 40 năm, hơn 40 năm rồi, và Thái Lan cũng hơn 30 năm rồi, thì Việt Nam mới chỉ là một cái thị trường mà Amway vào được khoảng là hơn 10 năm, thì đấy là trong thị trường rất là khá là mới mẻ của Amway, đúng không ạ? Thì tại những thị trường như là Thái Lan thì Amway bán cả gạo. Như các bạn có thể nhìn cái hình ở bên cạnh đây, đúng không ạ? Amway bán cả gạo. Và bên cạnh đó thì Amway bán hầu như tất cả những sản phẩm nhu yếu phẩm mà chúng ta cần dùng mỗi ngày thì đều có trong cái shop tiêu dùng của Amway. Và hiện nay thì tất cả những shop tiêu dùng này đều đã được đẩy lên online và chúng ta hoàn toàn có thể là mua trực tuyến toàn bộ, đúng không ạ? Nói tiếp theo nữa là gì ạ? Là khi chúng ta tìm hiểu thêm một cái thị trường nữa, đó là thị trường của Amway bên Úc. Amway bên Úc có gì nhỉ? Amway bên Úc ngoài những sản phẩm mà Amway đang cung cấp trên toàn cầu thì Amway Úc họ còn có hợp tác được với những cái đơn vị ở tại quốc gia sở tại, tại nước Úc, đúng không ạ? Là họ có bán cả bảo hiểm này, họ có cả cung cấp cả điện lực này, điện năng này. Có thể chúng ta tiêu dùng về điện năng chúng ta cũng được tiền nữa, đúng không ạ? Chúng ta mua bảo hiểm chúng ta được tiền nữa, chúng ta có những khoản vay chúng ta cũng được tiền nữa, đúng không ạ? Nó quá là nhiều đi, đúng không ạ? Chúng ta đi nghỉ dạng Airbnb, đúng không ạ? Chúng ta cũng được tiền nữa. Đây chính là một trong những cái nó là tầm vĩ mô, tầm tương lai mà nó sẽ xuất hiện ở của Amway tại Việt Nam trong thời gian tới. Ok, đấy là chúng ta nói về cái tầm nhìn về việc phát triển thương mại điện tử của Amway, nó sẽ có một cái triển vọng trong tương lai như thế nào. Còn ở Việt Nam thì sao? Còn ở Việt Nam thì hiện tại hầu như tất cả những sản phẩm nhu yếu phẩm chúng ta cần dùng mỗi ngày thì đều có rồi. Từ việc mà chúng ta đánh răng, bàn kem đánh răng, rồi đến sữa tắm, đến dầu gội đầu, đến hầu như tất cả những sản phẩm gì, thậm chí kể cả bữa ăn hàng ngày của các bạn cũng đều có ở trong cái shop tiêu dùng của Amway luôn, đúng không ạ? Chúng tôi gọi đó là cái bữa ăn hạnh phúc. Hay là chúng ta có những giải pháp về quản lý cân nặng, những bữa ăn thay thế hay gọi là body key, đúng không ạ? Điều đấy thực sự rất là tuyệt vời và tôi rất là mong muốn rằng là được chúng ta, các bạn hãy tìm hiểu sâu hơn, tìm hiểu kỹ hơn về việc mà những sản phẩm Amway tại Việt Nam đang có, đúng không ạ? Và việc đơn giản là các bạn mở một cái thẻ tiêu dùng cho Amway là được rồi, đúng không ạ? Các bạn hoàn toàn có thể truy cập được vào Amway và tìm hiểu được tất cả các sản phẩm hiện tại mà Amway Việt Nam đang có, ok không ạ? Ok, bây giờ Khoa sẽ đi sang phần tiếp theo là
Vậy chúng ta kiếm tiền ở trên cái nền tảng thương mại điện tử với Amway như thế nào? Như Khoa đã nói là chúng ta có ba vai trò. Thứ nhất là chúng ta là khách hàng, chúng ta là người kinh doanh hay chúng ta là người tạo ra mạng lưới, đúng không ạ? Nếu như chúng ta là người khách hàng, ok, Khoa có bán sản phẩm của Amway. Các bạn muốn mua sản phẩm nào thì chỉ liên hệ với Khoa. Số điện thoại là gì ạ? 0912746538. Hãy liên hệ trực tiếp với Khoa để mà mua sản phẩm của Amway. Hãy đóng vai trò là người khách hàng và mua sản phẩm Amway từ Khoa. Và các bạn sẽ nhận được cái gì? Các bạn sẽ nhận được sự chăm sóc mà tận tình, chăm sóc mà triệt để nhất. Vì Khoa hoàn toàn áp dụng công nghệ vào vấn đề chăm sóc khách hàng và nó hoàn toàn là tự động hóa. Và chắc chắn các bạn sẽ thích điều đó. Ok, cái thứ hai là gì? Là nếu như các bạn xác định mình là người kinh doanh, đúng không ạ? Là người kinh doanh. Kinh doanh thì như thế nào nhỉ? Thì đơn giản là như các bạn đóng vai trò là một cái người là nhà phân phối. Các bạn muốn mua sản phẩm giá gốc và bán sản phẩm ra với lại là cái giá khách hàng. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta kinh doanh bán sản phẩm của Amway, đúng không ạ? Chúng ta ví dụ giả sử trong một tháng các bạn bán được khoảng là 30 triệu đi, thì Amway thì trong 30 triệu đó thì các bạn sẽ được lợi nhuận là 15% bán lẻ, đúng không ạ? Mua vào giá gốc và bán ra giá khách hàng thì các bạn đã nhận được lợi nhuận là khoảng là 4,5 triệu đồng, đúng không ạ? Còn nếu như trường hợp mà các bạn chỉ đơn thuần muốn là gì ạ? Nói với tôi là gì? Tôi chỉ muốn là quản lý tiêu dùng, tôi chỉ muốn là tiêu dùng tất cả sản phẩm của Amway để được tiết kiệm 15% thôi, thì ok. Nếu được giả sử các bạn mỗi một tháng gia đình bạn chi tiêu vào trong lĩnh vực tiêu dùng hết khoảng 5 triệu, có một số gia đình mà Khoa làm khảo sát thì họ có thể tiêu dùng một tháng đến 20 thậm chí là 50 triệu một tháng, thì tôi Khoa sẽ giả sử là gì, ở trong một tháng gia đình bạn chỉ tiêu dùng những sản phẩm nhu yếu phẩm hàng ngày khoảng là hàng tháng khoảng 5 triệu đồng đi, thì 5 triệu đồng này các bạn sẽ nhân với 15% các bạn sẽ tiết kiệm được là 750.000 đồng trong thời gian là một tháng. Nếu như là 10 tháng nó sẽ tương đương là 7,5 triệu, đúng không ạ? Và 12 tháng thì nó sẽ dư là bao nhiêu tiền ạ? Là 9 triệu đồng. Thì đây không phải là một số tiền nhỏ, đúng không ạ? Đây không phải là một số tiền nhỏ. Vì 9 triệu này các bạn vốn dĩ các bạn đã mất đi rồi, chứ các bạn không thể làm mà lấy lại được. Nhưng nếu như ngày hôm nay các bạn quản lý tiêu dùng với Amway, quản lý tiêu dùng với những tất cả những sản phẩm của Amway thì các bạn sẽ lấy lại được số tiền đó. Khoa gọi đó là gì? Là quản lý tiêu dùng thông minh. Ok, còn nếu như ngày hôm nay các bạn muốn là người phát triển mạng lưới tiêu dùng với Amway thì điều gì xảy ra nhỉ? Đúng không ạ? Khoa giả sử như thế này. Nếu như ngày hôm nay các bạn muốn là người phát triển mạng lưới tiêu dùng bằng việc là xây dựng các mạng lưới khách hàng với Amway, khách hàng ở đây là những người nào? Là những người mà họ muốn quản lý tiêu dùng để được giảm tiết kiệm 15% cái chi tiêu của gia đình họ mỗi một tháng, đúng không ạ? Khoa giả sử đến ngày hôm nay các bạn trong các bạn có khoảng là bạn, ví dụ các bạn giúp cho khoảng là 10 người đi, 10 người biết cách quản lý tiêu dùng và mỗi người tiêu dùng là 3,5 triệu, đúng không ạ? Thì 10 người là 35 triệu. 35 triệu này thì Amway mỗi một tháng, nếu như mỗi một tháng cái 35 triệu này đều đặn mỗi một tháng thì Amway họ sẽ chi trả cho các bạn với khoản lợi nhuận là 9%. Nó sẽ tương đương khoảng là hơn 3 triệu đồng chuyển trực tiếp vào tài khoản ATM cho các bạn, đúng không ạ? Còn nếu như các bạn không phải là 10 người nữa mà các bạn có một mạng lưới khoảng 100 khách hàng, đúng không ạ? 100 khách hàng mà mỗi người dùng khoảng 3,5 triệu thì con số này nó sẽ lên con số là gì ạ? Là 350 triệu. Và 350 triệu này thì các bạn sẽ nhận được lợi nhuận cao nhất, nó lên con số là 21%. Và các bạn nhìn thấy bao nhiêu tiền ạ? 73,5 triệu đồng. 73,5 triệu đồng. Và con số này nó sẽ là đều đặn. Đều đặn vì sao nhỉ? Vì 100 cái người khách hàng đó là 100 cái người mà họ đang gọi là học quản lý tiêu dùng bằng việc là tiêu dùng tập trung ở trong Amway để được tiết kiệm 15%, đúng không ạ? Tức là gì? Tức là các bạn đã có được số tiền lợi nhuận từ việc mà phát triển mạng lưới 100 khách hàng đó, nó là khoảng tầm là 73,5 triệu đồng. Tôi nghĩ rằng đây không phải là một con số tiền nhỏ. Nếu như nó là đều đặn thì thực sự nó là một số tiền không hề nhỏ chút nào. Vì các bạn biết rằng là gì? Ngày hôm nay nếu như các bạn muốn có được thu nhập là 30 triệu đồng, các bạn muốn có được 30 triệu đồng đều đặn mỗi tháng thì các bạn phải gửi vào ngân hàng khoảng gần 5 tỷ với cái lãi suất là 7,5% một năm, thì các bạn mới được khoảng gần 30 triệu đồng mỗi tháng, đúng không ạ? Nếu như mà con số này nó là 73,5 triệu đồng thì nó sẽ tương đương là các bạn gửi tiền vào ngân hàng bao nhiêu tiền ạ? Đấy là về ngân hàng, lãi suất là 7,5% một năm. Còn nếu như các bạn gửi theo tháng thì chỉ được khoảng 4-5%, đúng không ạ? Còn nếu như mà các bạn gọi là có cái nhà cho thuê, đúng không ạ? Cái nhà 2 tỷ cho thuê được khoảng bao nhiêu tiền? Khoảng 10 triệu một tháng, đúng không ạ? Đó, khoảng 10 triệu một tháng. Đấy là một trong những cái mà gì ạ? Nếu như mà có khoa thu nhập là 73 triệu, 73,5 triệu, đúng không ạ? Thì cái nhà đấy tương đương cái nhà bao nhiêu tiền ạ? Mười mấy tỷ, đúng không ạ?
nên nên tôi khoa mà nó là gì ạ? Nếu như ngày hôm nay các bạn xây dựng được một cái mạng lưới người tiêu dùng á, thì các bạn đang rất là kiếm tiền rồi. Các bạn đang tạo dựng ra một cái tài sản nó tương đương một căn nhà và nó cũng tương đương là một cái sổ tiết kiệm rất là trị giá, đúng không ạ? Ok, còn nếu như ngày hôm nay các bạn thực sự muốn làm được cái điều là phát triển 100 khách hàng như vậy, thì việc đơn giản là gì? Các bạn cần phải làm là gì? Giống như Khoa đi, bản thân Khoa làm là gì? Là Khoa việc làm đầu tiên là gì? Khoa hướng dẫn họ với cách quản lý tiêu dùng để họ tiết kiệm được 15%. Điểm này quan trọng nhất, số 1. Điểm thứ hai là gì? Là Khoa sẽ hướng dẫn cho họ cách đặt hàng và cách mua hàng, ở trên nền tảng online của Amway, hoặc là gọi điện đến tổng đài Amway để đặt hàng, đúng không ạ? Tiếp theo nó gì là Khoa chăm sóc họ bằng những cái video, Khoa chăm sóc họ bằng những cái nói chung là chăm sóc tận tâm, đúng không ạ? Làm sao để mà họ nhận được nhiều khuyến mại của công ty để mà họ có thể là rebuy, đúng không ạ? Là mua lại, đúng không ạ? Đấy là điều mà Khoa muốn hướng tới, đúng không ạ? Ok, nếu như các bạn làm được điều đó thì cái mạng lưới 100 khách hàng này nó sẽ tạo ra một cái tài sản khổng lồ như vậy. Nhưng một phần nữa mà Khoa muốn nói nó sâu hơn, đó chính là gì ạ? Là nếu như ngày hôm nay các bạn muốn tạo dựng một cái mạng lưới thương mại điện tử của riêng mình, đúng không ạ? Bởi vì khi mà các bạn trở thành nhà phân phối cam quay thì các bạn có thể làm là gì? Các bạn có thể mở được thẻ khách hàng và các bạn được quyền là mở được thẻ nhà phân phối. Tuy nhiên là các bạn cần phải có là 8 tiếng học tập online và phải thi, thì các bạn sẽ được cấp chứng chỉ. Và chứng chỉ này là theo yêu cầu của Bộ Công Thương, đúng không ạ? Thì điều này nói lên điều gì? Là điều này không muốn nói lên là gì? Là nếu như ngày hôm nay các bạn phát triển trên thị trường thương mại điện tử với Amway, đúng không ạ? Và các bạn muốn tạo ra một cái mạng lưới thương mại điện tử của riêng bạn, thì các bạn hãy làm một cái việc là gì? Là hãy đi, việc đầu tiên là các bạn phải phát triển một cái mạng lưới khách hàng của riêng bạn đã, đúng không ạ? Chúng ta kiếm tiền ở cho Amway đã, rồi sau đó là từ những cái người khách hàng đó thì chúng ta bắt đầu là chia sẻ cho họ về cái cách, về cái kế hoạch mà họ cũng có thể tạo ra được mạng lưới thương mại điện tử của riêng họ, đúng không ạ? Thì hãy nhìn thử tìm cái mô hình minh họa mà Khoa có liệt kê ở đây, đúng không ạ? Là không giới hạn. Các bạn có thể là có 100 đối tác phát triển thương mại điện tử, 1000 đối tác phát triển thương mại điện tử, nó lớn hay nó nhỏ bao nhiêu nó tùy thuộc vào khả năng của bạn thôi, đúng không ạ? Khả năng của bạn thôi. Nếu như Khoa làm online được thì vì tất cả những nền tảng này đều làm trên online được, việc gia nhập với Amway cũng hoàn toàn trên online, thì Khoa thấy rằng là nếu như các bạn làm được điều đó thì các bạn đã thắng được rất lớn rồi, các bạn đã thành công rồi đó, đúng không ạ? Thì các bạn nhận được bao nhiêu? Nếu như mỗi một cái nhóm đó mà doanh số của họ đạt, mỗi cái mạng lưới của cái người đối tác đó mà tạo ra một cái doanh số khoảng 300 triệu ấy, thì các bạn sẽ nhận được là 6%. Các bạn sẽ nhận được 6% trên tổng số đó, tức là các bạn nhận tương đương là 18 triệu đồng. Nhưng ấy, khi người ta đã tạo ra một cái mạng lưới mà có doanh số khoảng 300 triệu rồi, thì nó thật sự với các bạn rằng cái mạng lưới này nó rất là đều đặn, nó rất là ổn định, đúng không ạ? Thì có nghĩa là cái khoản thu nhập là đều đặn 18 triệu đồng mỗi một tháng đó, nó sẽ đều đặn sẽ đến với các bạn. Điều đấy thực sự rất là tuyệt vời, đúng không ạ? 18 triệu đồng này nó sẽ tương đương một cái căn nhà bao nhiêu tiền ạ? 4 tỷ đồng các bạn ạ. Giống như là ngày hôm nay, thay vì tôi bỏ thời gian ra, đúng không ạ? Ví dụ tôi Khoa muốn chia sẻ với các bạn là gì ạ? Nếu như ngày hôm nay Khoa đi làm thu nhập một tháng, Khoa khoảng là 80 triệu một tháng. Lúc trước chưa có gia đình thì để ra được khoảng là 40 triệu một tháng. 40 triệu một tháng thì 1 năm để ra được 480 triệu. 10 năm mới để ra được 4 tỷ 8, đúng không ạ? Thế thì 10 năm mới để ra được 4 tỷ 8, thì 10 năm mới mua được căn nhà như vậy. Thì thực sự nó là một cái nó quá là lâu đi, và Khoa phải rất là chăm chỉ. Nếu như ốm một cái không dám ốm luôn, ốm thì là mình mất tiền, mình không thể là mình có được thu nhập đều đặn được. Đấy là một cái sự rủi ro rất lớn, đúng không ạ? Rồi chưa kể lạm phát nữa, đúng không ạ? Việt Nam mình thì lạm phát trung bình khoảng 7% một năm, đúng không ạ? Đó là do vì sao mà 10 năm trước và giá 10 năm sau nó khác nhau rất nhiều, đúng không ạ? 10 năm trước chúng ta một cái tô phở nó chỉ tầm khoảng là bao tiền ạ? 10 năm trước các bạn một tô phở bao tiền, đúng không ạ? 10 mấy nghìn, đúng không ạ? Bây giờ bao tiền ạ? 35 nghìn. Bây giờ một số tô phở Khoa ăn bây giờ được 60 ngàn rồi, đúng không ạ? Nó là một trong những cái mà thực sự mà chúng ta cần phải là phải thực sự rất là cân nhắc, vì đồng tiền thì mất giá, nó điều hiển nhiên rồi. Thì chúng ta cần phải làm sao để mà có được những cái mà một cái mạng lưới, một cái tài sản mà nó thì tạo sinh ra lợi nhuận mà đều đặn cho chúng ta. Đấy là điều mà chúng ta cần phải hướng đến. Thế nên ngày hôm nay việc chúng ta phối hợp cùng với những người đối tác của chúng ta làm sao để họ cũng có một cái mạng lưới khách hàng khoảng để mà tạo ra doanh số được khoảng 300 triệu đó, đúng không ạ? Cái Khoa ví dụ nó đang khoảng 100 người thôi, đúng không ạ? Các bạn làm sao hỗ trợ họ, phối hợp cùng họ làm sao để phát triển một cái mạng lưới cùng với họ được khoảng 100 người bên dưới họ, thì họ có được thu nhập đều đặn là từng đó tiền, đúng không ạ? Thì số tiền mà các bạn nhận được đều đặn nó sẽ vào tầm khoảng 18 triệu đồng một tháng, được 6% trên doanh thu của họ,
đúng không ạ? Đấy không phải là một số tiền nhỏ chút nào, đúng không ạ? Các bạn biết không, khi mà các bạn làm trên thị trường một franchise thì thông thường nó chỉ là 1%, 2%, 3% thôi, đúng không ạ? Ở đây thì 6%. Còn nếu như các bạn giúp được cho 3 người, giúp cho 3 người mà họ cũng tạo ra doanh số là khoảng 300 triệu đồng một tháng như vậy, đúng không ạ? Thì các bạn được nhận thêm mỗi một người là 1%. Từ đấy trở đi là cứ mỗi một nhóm là các bạn được thêm 1%. Tuyệt vời không ạ? Bọn tôi thấy rằng đấy là một trong những cái điều rất tuyệt vời. 1% nó tương đương bao nhiêu tiền? 1% tương đương khoảng gần 3 triệu. Thì tính ra một tháng từ một nhóm, từ cơ một nhóm các bạn đã thu về được khoảng là 20 mấy triệu rồi. Đúng không ạ? 21 triệu rồi. 3 nhóm nó bao nhiêu tiền? Là 63 triệu rồi. Đúng không ạ? Đấy không phải là một con số nhỏ. Quan trọng nó đều đặn. Đây là tiền mà các bạn thu được từ cái mạng lưới thương mại điện tử, đối tác thương mại điện tử nhá. Còn tiền thu về từ cái mảng mà các bạn phát triển khách hàng tiêu dùng, mà đối tiêu dùng của các bạn là chưa tính đến nhá. Nếu như cộng cả hai cái này vào với nhau thì nó là con số tiền khổng lồ đấy, khoảng 100 triệu. Cái kết quả của Khoa khi mà sau một thời gian ngắn để mà phát triển với đại thương mại điện tử của Amway, đúng không ạ? Tập trung mình phát triển thương mại điện tử của Amway, thì đây là cái kết quả mà Khoa đạt được và cũng muốn chia sẻ cho mọi người, đúng không ạ? Đây chính là gì? Đây là đội nhóm của Khoa sau khoảng một thời gian thì nó lên được khoảng hơn 125 người, và từ con số này thì nó tạo ra cho Khoa cái thu nhập nó khoảng tầm là 29 đến hơn 34 triệu trong 2 tháng, tháng 2 và tháng 3 vừa rồi, là nó mỗi tháng đều có sự tăng trưởng. Nên là chính vì thế là Khoa muốn gửi gắm đến mọi người là gì? Là hãy bắt đầu phát triển thương mại điện tử của Amway ngay hôm nay, đúng không ạ? Con số này nó chỉ là một con số rất là khiêm tốn. Vì sao ạ? Vì Khoa muốn đưa cho mọi người đến những con số thực tế để mọi người biết rằng là gì ạ? Là chỉ cá nhân Khoa chỉ ngồi ở nhà thôi, chỉ ở nhà thôi, đúng không ạ? Mà hoàn toàn có thể là kiếm được số tiền đó, đúng không ạ? Dịch bệnh thì ngồi nhà mình không làm gì mà mình kiếm được số tiền, là Khoa nghĩ rằng đấy là một trong những cái mà đủ để mà trang trải các khoản chi phí sinh hoạt của mình rồi, đúng không ạ? Còn nếu như mình phát triển hơn, mình có được nhiều người đối tác phát triển về các bạn lớn thương mại được hơn ấy, thì chắc chắn thu nhập của mình sẽ nhiều hơn nữa. Nên á, ngày hôm nay Khoa muốn nói với các bạn là gì? Khoa trước đó thì Khoa là một trong những người chuyên về bất động sản ở thị trường Phú Quốc, chuyên về tư vấn. Nên những mọi người tìm hiểu những thông tin về Ngọc Khoa Villa thì Khoa có rất là nhiều những video chia sẻ về bất động sản. Nhưng khi mà Khoa tìm hiểu về thị trường thương mại điện tử của Amway, và Khoa thực sự đã phải ngả mũ, và Khoa phải thực sự phải thấy rằng là gì ạ? Đây là thời điểm phù hợp nhất để chúng ta phát triển thương mại điện tử của Amway. Và ok, đến những ngày và Khoa xin được là kết thúc cái video chia sẻ về cái việc mà chúng ta kiếm tiền ở trên cái thị trường thương mại điện tử với Amway như thế nào ở đây ngày hôm nay, và hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Nếu như mọi người muốn liên hệ với Khoa thì có thể là trao đổi trực tiếp qua số điện thoại là 0912746538 hoặc kết nối trực tiếp với Facebook của Khoa ở bên dưới đây. Và hiện tại thì Khoa cũng đang phát triển một cái cộng đồng thương mại điện tử Việt Nam, thì các bạn có thể là truy cập vào thông qua cái mã QR code ở bên đây thì các bạn sẽ được là truy cập trực tiếp vào trong cái cộng đồng này. Và tại cộng đồng này thì Khoa có rất là nhiều những cái bài viết chia sẻ về những sản phẩm sắp tới sẽ có mặt ở Việt Nam, và những cái video tạo động lực, và cũng như là những cái hướng dẫn chia sẻ về cái cách các bạn có thể là phát triển được thị trường thương mại điện tử với Amway như thế nào. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.